Xin chào mọi người đang theo dõi video của Hà Simon Cuộc Sống Úc. Hiện tại là mình đang ở một cái trung tâm mua bán kinh doanh ở một cái vùng quê nhỏ ở Úc mọi người. Con đường phía trước này là một cái con đường quốc lộ di chuyển giữa các thành phố với nhau nên là nó hơi đông mọi người, hơi ồn nữa. Và nhà ai mà ở quanh khu này đó sẽ ồn ào vào buổi tối. Vì ban đêm á, xe tải lớn nó đi ngang đông lắm, đặc biệt là mấy chiếc xe tải mà nó chở đồ ăn hoặc là chở những cái hàng hóa để đi giao khắp mọi nơi ở nước Úc đó mọi người. Đây là một cái nơi buôn bán của cái khu vực này nè, là một cái trung tâm mua bán nhỏ thôi, chủ yếu phục vụ cho những người dân sống quanh đây. Thì khu vực ở quanh đây á, dân số cũng không có đông lắm mọi người, cỡ dưới 2.000 người đổ lại thôi, nên là nó không có lớn như là những cái trung tâm của các thành phố lớn khác. Tuy là nhỏ nhưng mà nó có khoảng 2 siêu thị mọi người. Thì ở đây là một cái nơi bán bất động sản nè mọi người, là một cái đại lý bất động sản. Ngoài ra thì còn có các nhà hàng cũng như là bác sĩ gia đình nè mọi người. Bác sĩ gia đình thì cái nơi đó nếu như mà nơi nào mà cho mình sử dụng Medicare thanh toán 100% luôn á, mình đến mình khám bệnh thì nó không có mất phí. Hiện tại ở đây á, có một số mặt bằng người ta đang cho thuê hoặc cho bán đó mọi người. Thì mình thấy có một cái mặt bằng trước là chỗ này là cái quán ăn bán đồ thức ăn Thái đó mọi người. Người ta dọn đi đâu rồi nên người ta bán. Chiều nay mình đến mình xem thử. Chỗ này cũng là một cái đại lý bán bất động sản luôn nè mọi người. Người ta bỏ lên kiến những cái nhà đất nào bán á, để cho mình có thể đứng ở ngoài mình xem được luôn á. Cái khu vực chỗ này đó mọi người nó cũng lâu đời rồi, cách đây cũng gần 200 năm rồi đó, cái thị trấn này nè. Nên mọi người nhìn xem những cái căn nhà ở phía bên phía trước nè, kiến trúc cũng hơi lâu đời rồi đó mọi người. Ở bên đây bán thiếu gì không biết, nhưng mà những cái quán bia rượu gọi là quán pub đó mọi người là lúc nào cũng có. Đa số người Úc thì đàn ông hay phụ nữ họ đều thích uống bia hoặc là uống rượu trong những buổi tiệc. Khu vực này ngoài người dân địa phương sinh sống còn có một cái khu vực mà để cho những người lao động đến từ những cái nước thuộc khu vực Thái Bình Dương đến làm việc ở Úc đó mọi người. Cũng ở gần đây nè, người ta cũng sống ở đây luôn. Thường thường visa cho những đất nước ở khu vực Thái Bình Dương khoảng 3 năm đó mọi người, người ta đến người ta làm việc. Hết thời gian thì người ta quay về. Hiện tại thì bên nước Úc cũng đang xem xét cái visa nông nghiệp cho mấy cái nước Đông Nam Á. Việt Nam mình cũng nằm trong số đó đó mọi người, nhưng mà chưa có được duyệt và thông qua nên là chưa có làm visa được. Những cái cửa hàng buôn bán ở đây đó, thường thì mình thấy họ hay đóng cửa vào thứ bảy hoặc chủ nhật mọi người. Có siêu thị IGA thì nó mở cửa vào chủ nhật luôn. Còn một số nhà hàng thì có thể là họ sẽ đóng cửa vào đầu tuần mọi người, vào những ngày mà mọi người bận làm việc á, không có thời gian đi đến nhà hàng. Thank you.
một cái quán cà phê ở phía bên kia kìa mọi người. Ở bên đây mọi người cũng rất là thích uống cà phê giống như bên mình vậy đó. Uống cà phê vào buổi sáng. Giờ này là tầm 5 giờ chiều rồi mọi người à, mặt trời xuống chiếu vàng luôn rồi kìa. Video của mình xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi à, nếu mọi người yêu thích đừng quên đăng ký kênh và like video để ủng hộ cho mình nha mọi người à, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào video sau.